Mọi người ơi, thì các cái loại cây thì em đã giới thiệu với mọi người rồi, thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người về một loại sen đá. Đây là sen đá màu hồng nha mọi người ơi. Thì sen đá hồng này là một loại sen đá cây cảnh mà rất là nhiều người yêu thích. Hôm nay thì sẽ cùng mình tìm hiểu về ý nghĩa cách trồng và cách chăm sóc của loại sen đá này nhé mọi người ơi. Thì nếu mà các bạn là người mà yêu thích các loại cây cảnh thì cái clip này sẽ dành cho các bạn. Và hôm nay thì cây đời sẽ chỉ cho các bạn tất tần tật về những cái điều mà liên quan đến sen đá màu hồng này, về đặc điểm này, về ý nghĩa và cách trồng, cách chăm sóc nha mọi người ơi. Đó, trời ơi, cái sen đá này nó màu kiểu là màu hồng nhưng mà nó pha chút một tím và màu xanh ấy mọi người, xanh xanh tím tím chứ nó không phải là màu hồng hẳn nhá mọi người, cái tên nó màu hồng vậy thôi. Đó, trồng trong một cái chậu đây, chậu trắng mà viền đen như thế này, rất là đẹp. Đẹp đúng không mọi người ơi? Thì sen đá hồng này ấy là một loại sen đá mà rất là nhiều người yêu thích này. Cây này thì thuộc họ cây họ bổng và cái thân lá của nó rất là mọng nước nha mọi người ơi. Đó, thì cây này có nguồn gốc từ Tây Bắc Mỹ, Tây Bắc ở Nam Mỹ ấy, mọi người, và các nước ở Mexico này. Và sen đá hồng này thì nó rất là mũm mĩm, tròn đầy và căng mọng này. Đầu lá của nó hình tròn đấy mọi người ơi, cái đầu này của nó hình tròn này, đó. Và rất là mịn này, nhìn như là một cái viên sỏi đá tí hon đấy mọi người. Đó, nhỏ nhỏ này, xinh xinh. Đó, và cái bề mặt lá của nó là một cái lớp phấn trắng, mọi người thấy lớp phấn trắng không? Đó, một phấn trắng 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 ấy mọi người. Và nó thường có màu hồng phấn. Đó, đến tháng 4 hoặc là tháng 6 là những cái thời điểm mà hoa cây sen đá này nó sẽ ra hoa nhá. Cái cuống hoa của nó sẽ nhú ra từng những cái trong cái đám này này. Đó, đám lá như này có hình dạng rất là giống một cái ô ấy. Đấy mọi người thấy không? Chính nhờ cái sự vẻ đẹp bắt mắt như thế này, rất là dễ thương, thì cái cây sen đá này được rất là nhiều người yêu thích. Loài cây này thì rất phù hợp để trang trí ở bàn làm việc và cái bàn học này, phòng ngủ, ban công hay là nhà ở, quán cà phê, khách sạn. Mọi người có thể đặt ở đâu, mọi người có chỗ trống thì mình có thể đặt ở đó. Mà không chỉ vậy, loài sen đá này cũng có tác dụng là thanh lọc không khí nha mọi người, rất là hiệu quả, tạo cho cái bầu không khí trong cái căn phòng của mình rất là thoáng mát và nó thoải mái hơn đấy mọi người. Đó. Còn cái về ý nghĩa của cây sen đá hồng này ấy, thì cái cây sen đá hồng này là một loại sen đá mà có rất là nhiều ý nghĩa, tượng trưng cho sự trường tồn vĩnh cửu và tình yêu bền chặt trong trong tình bạn này, và trong tình bạn cao cả nữa mọi người ơi. Và trong phong thủy thì sen đá màu hồng này có thể mang đến may mắn này, thịnh vượng này và tài lộc cho gia chủ. Vì vậy mà cây sen đá này rất là xinh xắn, là một món quà vô cùng ý nghĩa để mình có thể tặng bạn bè, người thân, gia đình nha mọi người. Đó, và về mình sẽ chia sẻ một chút về cách trồng của cây sen đá này. Thì các bạn có thể chọn một loại chậu như thế này, hoặc là chậu có thể là ngắn hơn. Đó, có cái lỗ thoát hơi nước nha mọi người. Và nó rất vì sen đá màu hồng này phù hợp với cả môi trường nước nên lá không có khả năng chịu được ngập úng. Đó, vì vậy mà chúng ta trồng sen đá thì phải trồng trong cái chậu mà có thể thoát hơi nước tốt nha mọi người. Đó, tại vì cái sen đá này cũng kiểu là không hợp với cả môi trường nước ấy mọi người. Thế nên là mình sẽ phải trồng một cái trong cái chậu mà nó có thể thoát nước. Đó, các bạn trồng ở trong cái đất mà nó sẽ thông thoáng này và có khả năng thoát nước tốt. Bởi vì hầu hết các loại sen đá như thế này nói chung ấy thì và sen đá hồng này nói riêng thì đều là một dòng xanh sen đá mà nó không thể sống ở trong môi trường ẩm ướt quá là lâu. Tại vì sen đá như thế này thì nó là loại mà kiểu là khá là ưa nắng, ưa mát ấy mọi người, ưa nắng nóng ấy, chứ không thể nào mà chọn cái sen đá mà để ẩm ướt được. Đó. Bạn có thể trộn cát này, sỏi này, đất cát pha và có thể thêm một chút chất phân hữu cơ để trồng sen đá là được ạ. Ngoài ra thì hỗn hợp đất cát này
Vữa tro hoặc là phân nơ hữu cơ là một loại lựa chọn để cho chúng ta có thể trồng một xe đá hồng như thế này. Đó. Sau khi mà mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu để trồng sen đá rồi thì bạn có thể cho đất khoảng tầm 2 đến 3 phần khoảng 2 phần 3 chỗ ấy. Từ đó có thể trồng cái sen đá này vào. Sau đó thì bạn có thể cố định cây sen đá bằng tay này, tay còn lại thì chúng ta sẽ cho thêm đất vào chậu và cho đến khi nào đầy miệng chậu như thế này thì thôi, và chúng ta có thể trang trí thêm đất sỏi đá như thế này. Cuối cùng thì bạn ấn nhẹ nhẹ xuống cho mặt đất như thế này để cho nó cố định phần gốc cây ấy, mọi người, để cho nó không bị lung lay ấy, cho nó chắc. Đó. Về cách chăm sóc của cây sen đá màu sen đá màu hồng này. Đó, sen đá hồng này thì cách chăm sóc cây sen đá hồng này là một loài cây mà các bạn chăm sóc không có quá mất nhiều thời gian đâu mọi người ơi, bởi vì cái loại này là một loại sức sống mãnh liệt này và rất là dễ chăm sóc. Tuy nhiên thì về cái sen đá màu hồng này nó phát triển tốt, có màu đẹp hoặc là sáng thì các bạn cần phải chú ý một số điều như sau. Thứ nhất là về ánh sáng thì cây sen đá màu hồng này thì loại cây rất là ưa sáng, do đó nên là cây sẽ dễ là phát triển nếu mà được hấp thụ nhiều ánh sáng. Vì thế mà chúng ta phải đặt cái cây sen đá hồng này ở những nơi mà ánh sáng và rất là thoáng mát nha mọi người. Tuy nhiên thì để hạn chế được cái việc mà lá bị cháy lá của sen đá hồng này thì chúng ta cần phải phơi cây ở những nơi mà không quá nắng gắt. Nếu mà để cây trong nhà thì các bạn có thể mang cây ra phơi nắng khoảng 1 đến 2 lần một tuần nha mọi người. Thứ hai là về phần tưới nước cho cây thì bạn không cần phải tưới nhiều nước cho sen đá hồng này, khoảng mà mình chỉ cần tưới 1 đến 2 lần một tuần thôi mọi người ơi. Và đọng trên lá sẽ dễ úng lá này. Bên cạnh đó thì các bạn có thể tưới vào buổi sáng hoặc là buổi chiều tối để cho cây không bị sốc nhiệt nhé. Đừng có tưới vào cái buổi mà đang buổi trưa nắng gắt thì mình không nên tưới cây nhé mọi người. Đó, thứ ba là về đất trồng này. Đất trồng sen đá thì chúng ta cần có cái khả năng là thoát nước cao và có độ tươi xốp nha mọi người ơi. Vì vậy mình bắt các bạn có thể chọn thêm cho vào đất một chút sơ dừa này, xỉ than hay là vỏ trấu tàn tro nhé mọi người, để tăng cái độ tơi xốp cho cây, cho đất. Thì chúng ta có thể cung cấp thêm dưỡng chất cho cây này, bạn có thể thêm một chút phân hữu cơ để cho cây có thể phát triển tốt hơn đó, và một số cái thông tin để phòng bệnh cho cây đỡ bị sâu bệnh nhé mọi người. Thì sen đá hồng này thường gặp phải cái sâu bệnh như là bị đốm lá này và rệp lá sắp đó, rệp sáp ấy. Vì vậy ấy, thì chúng ta cần phải nhiễm á, chúng ta nếu mà cái bị nhiễm ấy thì chúng ta cần mua thuốc đặc trị cho cây ở hiệu thuốc, và chúng ta có thể là sẽ ngắt bỏ đi những cái phần lá hư hại đi nha mọi người ơi. Tại vì những cái phần lá hư hại ấy, nó sẽ lây cho các lá khác nên là chúng ta sẽ bỏ cái phần đấy đi và chúng ta sẽ bón phân dinh dưỡng cho cây để cho cây có thể tốt nhất cho mọi người. Và mọi số thông tin mà mình chia sẻ thì mong là các bạn có thể hay nhỉ. Chúng ta sẽ tiếp thu được một số thông tin mà mình chia sẻ và mong rằng những thông tin của mình sẽ hữu ích cho các bạn. Và nếu mà các bạn có nhu cầu, các bạn muốn mua cây ấy mọi người thì mọi người có thể liên hệ em qua số điện thoại hotline mà mình để trên tường nha mọi người, và có cả địa chỉ ở trên đấy luôn, thì mọi người có thể ra trực tiếp tại showroom để có thể mua cây sen đá hồng này, hoặc là mọi người có thể nhắn tin cho em, tại vì bên em có ship toàn quốc nha mọi người ơi. Đó, thì ở đây một chậu sen đá như thế này đó, cái chậu trắng đó, mà viền đen nó là điểm nhấn cho cây luôn á. Đó, tại vì cái cây sen hồng này nó cũng kiểu là màu nó tối tối ấy mọi người, nó không được sáng. Đó thì mình sẽ trưng tô điểm cho cây về cái phần này này. Đó, cái phần chậu như thế này để cho cây nó có thể là bắt mắt hơn này. Đó, trồng cho cái chậu dài như thế này. Đó, chậu này cũng phải tầm 10 phân đấy mọi người ơi. Đó.
Nếu mọi người có nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ qua shop nhá mọi người ơi. Và mọi người có thể để lại bình luận cho mình để mình có thể check và mình sẽ nhắn tin cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Linh ơi, sao vừa nãy